Có bao giờ các bạn đặt ra những cái câu hỏi như kiểu là chai nước hoa này có thơm hay không? Tại sao mình ngửi chai nước hoa này toàn mùi cồn? Câu hỏi số 3 đó chính là tại sao mình ngửi chai nước hoa toàn cồn vậy? Trước khi vào câu hỏi thứ 4, nếu như bạn nào không quá quan trọng việc nước hoa của nam và nước hoa của nữ, cái ranh giới đó với bạn nó rất là mỏng manh, thì các bạn không cần xem tiếp video lần này, các bạn hãy dừng video ở đây. Còn nếu như các bạn nào nghĩ là nam chỉ dùng nước hoa của nam và nữ chỉ dùng nước hoa của nữ, thì các bạn hãy xem tiếp video nhé. Cách đây khoảng tầm chục năm thì mình có một cái suy nghĩ là nước hoa chỉ dành cho nữ thôi. Nếu như nam mà dùng nước hoa thì mình nghĩ là người ta sẽ có cái vấn đề về giới tính, hay là kiểu người ta quá là điệu đà, quá là đại khái là như kiểu gay hay là như kiểu giới tính thứ ba vậy. Nhưng mà khi mình càng lớn lên, mình thấy cái việc sử dụng nước hoa nó không chỉ là tạo ra một cái mùi hương mà nó còn thể hiện cái phong cách, một cái cá tính riêng của mình. Và có một điều khá hay cả mình nghiên khi mình biết về nước hoa, đó chính là nước hoa của nam thậm chí còn nhiều hơn nước hoa của nữ rất nhiều. Nghe đến đây thì khá là nhiều bạn sẽ rất là ngạc nhiên đúng không? Nhưng mà đối với mình thì mình cái ranh giới giữa nước hoa của nam và nước hoa của nữ nó không quá là quan trọng. Tại vì riêng một chai nước hoa xịt lên da hai bạn nam hoặc là hai bạn nữ khác nhau thôi thì nó đã có những cái nốt hương, những cái mùi hương khác nhau. Có những nốt hương này lên da của bạn nữ này thì nó rất là ngọt ngào, lên đậm chất hoa. Còn cùng một chai nước hoa đó lên da của bạn nữ khác thì nó lại lên khá là cứng cỏi, khá là ngọt ngọt kiểu củ gỗ. Nên là cái việc xịt lên người nam và người nữ, cái sắc tố da khác nhau, cái độ ẩm, cái độ pH khác nhau thì chắc chắn là mùi hương nó cũng sẽ khác nhau. Thường lên da nữ thì những chai nước hoa của nữ nó sẽ nữ tính hơn, kể cả những chai nước hoa của nam lên da nữ nó sẽ có những cái nốt hương nữ tính hơn. Và nếu như lên da nam thì nó sẽ mạnh mẽ hơn, cứng cáp hơn, rắn giỏi hơn. Kể cả đấy là chai nước hoa của nữ khi bạn xịt lên da nam cũng vậy. Nhưng mà thực sự thì như cái video lần trước mình có nói, đó là những chai nước hoa của nhà Narciso này thì thực sự là nó chỉ dành cho các chị em phụ nữ thôi. Và nó ghi rất rõ là for her. Đây. Nên là chai nước hoa này thực sự là lên da của nam nó vẫn là rất là yếu đuối, rất là bánh bèo. Nếu như các bạn nào thích cái kiểu bánh bèo ở đấy, đàn ông mà nó thích yếu đuối một chút. Hôm đấy kiểu sờ chép một chút rồi thì các bạn có thể yếu đuối thì nó vẫn là lựa chọn khá hay đấy. Các bạn nên thử những chai nước hoa của nữ, vì biết đâu có những cái nốt hương mà lên da của bạn nữ không lên được mà lên da bạn lên được, nó lại là một cái mùi hương, nó lại thể hiện cái sự cá tính riêng của bạn. Các bạn cứ nên thử đi. Lạnh như này thì xịt nước hoa gì? Cái câu hỏi cuối cùng mà mình muốn nói tới trong ngày hôm nay, nó sẽ là cái câu hỏi trả lời cho khá nhiều bạn ở miền Bắc, khi mà ở ngoài đây sẽ có cái điều kiện khí hậu nó khác với ở trong miền Nam và miền Trung, khi nó phân chia hai mùa nóng lạnh rất rõ. Và câu hỏi này sẽ liên quan đến thời tiết. Câu hỏi đó chính là chai nước hoa mùa đông thì có sử dụng được cho mùa hè hay không, và mùa hè thì có sử dụng được cho mùa đông hay không? Để mình trả lời câu hỏi này thì mình cũng sẽ trả lời khá giống câu hỏi thứ tư vừa rồi. Đó là ranh giới giữa chai nước hoa mùa đông và chai nước hoa mùa hè nó thực sự là cũng khá là mỏng manh đối với mình. Thường thì các bạn sẽ có xu hướng là sử dụng những chai nước hoa mà nó có những cái nốt hương mát mẻ như kiểu suy chớt, như kiểu hoa vào mùa hè, và những nốt hương nó như kiểu là ngọt ngào của xạ hương, của thuốc lá, của tiêu, của quế, vân vân. Đó là những nốt hương khá là nặng vào mùa đông. Nhưng nếu như bạn thích sử dụng những chai nước hoa mùa đông và mùa hè, hay là mùa hè và mùa đông, thì các bạn sẽ sử dụng như nào? Có những ngày mà mình cần những cái mùi hương nó đàn ông một chút, nó lịch sự và nó sang trọng một chút, nhưng mà mình lại không có những chai nước hoa mùa hè đáp ứng được những yếu tố đó, nên là mình vẫn xịt những chai nước hoa mùa đông. Thí dụ như kiểu Rosa Enigma, mình thường xịt trong những cái buổi đám cưới hay những cái buổi đi họp, đại khái là thế. Và thực sự thì chai này nếu như bạn nào đã sử dụng qua thì các bạn biết là mùi hương của nó thực sự là bám tỏa rất là khủng khiếp. Và nếu như xịt vào mùa hè mà không biết cách thì nó thực sự là gây nhức đầu, khó chịu với những người xung quanh. Nhưng mà
mình vẫn sử dụng tốt chai nước hoa này và mình vẫn nhận được lời khen. Cách của mình sử dụng đó chính là mình giảm số lần xịt xuống. Ví dụ như kiểu mùa đông thì mình xịt 3 shot chẳng hạn, như kiểu một shot vào gáy này, một shot vào, hai shot vào hai cổ tay chẳng hạn. Thì đến mùa hè thì nếu như chai nước hoa đó nó không quá khó chịu thì mình có thể xịt vào gáy và tay thôi, hoặc là ngực, hai điểm thôi. Nếu mà nó quá khó chịu thì mình cũng chỉ xịt vào gáy thôi. Còn nếu như những chai nước hoa này thì mình chỉ xịt vào không khí và mình đi vào thôi. Nó đã bám quả thực sự là cũng 6-7 tiếng rồi, nó rất là ấn tượng rồi. Có những ngày trời trở lạnh một chút hay là trở mưa một chút, nhưng mà mình vẫn thích những cái mùi hương nó thuộc những cái nhóm hương mùa hè, như kiểu chai Lilabo Bergamot 22 này, thì mình lại tăng liều lượng lên. Như kiểu là hàng ngày thì mình có thể xịt 4 shot. Thì đến mùa đông hay là trời, những cái hôm trời lạnh mà những chai nước hoa này thì nó có độ lưu hương hay độ tỏa hương không tốt thì mình lại xịt đến 8 shot. Các bạn có thể tăng liều lượng hoặc giảm liều lượng tùy ý, tùy thuộc vào cái mục đích sử dụng và cái thời điểm sử dụng của bạn. Các bạn đừng quá cứng nhắc là chai nước hoa mùa đông chỉ dùng cho mùa đông và chai nước hoa mùa hè chỉ dùng cho mùa hè. Các bạn hãy linh động một chút, thì chỉ cần các bạn yêu thích thôi. Các bạn có thể sử dụng chai mùa đông cho mùa hè được và mùa hè cho mùa đông cũng được. Nhưng mà với những chai nước hoa như thế này, đó, nếu như xịt mùa đông thì các bạn phải giàu, tại vì nó rất là đắt. Vừa rồi là 5 câu hỏi mà mình đã lựa chọn ra để trả lời theo cái kinh nghiệm cá nhân của mình. Nếu như các bạn có những cái ý kiến đóng góp nào, hay là các bạn có những câu hỏi mà các bạn muốn mình trả lời, thì các bạn hãy comment bên dưới. Và đừng quên like, subscribe kênh của mình. Và nếu như được một share thì quá là tốt luôn, để mình có thể phát triển kênh hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ.